Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thư xin si Laser xin hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm cắt kính cường lực bản quyền. Khi các bạn mua máy cắt kính cường lực thì mình sẽ cung cấp cho các bạn là bộ cài. Cài sẽ gửi qua Zalo cho dễ, thông thường sẽ gửi qua Zalo. Và một cái USB. Đây là cái USB. Đó, để USB. Trên USB có cái mã số. Hiện tại mình đang để chế độ quay màn hình trên bối cảnh hơi tối, USB trên cái mã số, trên USB này có cái chữ tên của bên mình, logo. Thì khi mình cài đặt thì mình sẽ mở cái file mình chạy thôi, setup thôi. Phần mềm nó chạy trên, mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh và cứ bấm lách. Là ok. Hoặc enter. Ok. Sau khi nó cài đặt xong thì máy nó sẽ trên màn hình desktop nó có cái hình đây dưới này, kéo giữ màn hình này cho nó dễ nhìn. Đây thì ta phải cắm USB vào. Hiện tại cái USB này của mình thì có cái mã là mã ở đây là MZ5997, mình sẽ cắm vào, nhớ cái mã này để tí mình nhập vào. Mình mở cái phần mềm lên. Nhớ là khi ta mở phần mềm, ta phải cắm USB vào thì mới mở vào phần mềm được. Thì hiện tại đây có một ít file ở đây rồi, mình vừa tải lên. Nhưng mà nó chưa chạy đây, nếu cài vào phần mềm cái là nó bắt update luôn. Là tập bạt có update. Nhập cái mã là MZ5997. Cái mã này do bản thân USB nó tạo một cái chìa khóa cho mình. Rồi mình bấm download on. Đây tùy từng thời điểm máy chạy lâu nhanh hay lâu. Trong cái khoảng thời gian này thì thời gian nhanh nhất là trong buổi tối, nghĩa là rời tầm khoảng 9 giờ 10 giờ đêm là tốt rất nhanh, tại vì bên Trung Quốc nó nghỉ, máy này nó cập nhật thẳng chất từ bên máy chủ bên Trung Quốc. Nó sẽ download đấy cho mình trong một thời gian rất là nhanh. Có nhịn được cái số number nó chạy rất là nhanh. Thì thời gian này nó sẽ chạy rất là nhanh. Mình sẽ tạm dừng khi nào nó update đầy đủ, khi nó update thành công mình sẽ thông báo các bạn. Hiện tại mình đang chờ. Rồi. Chào các bạn, tiếp sau khi một thời gian chờ đợi khoảng 5-6 phút thì đó sẽ update xong và hiện thông báo ok như thế này. Ok, ta đóng tắt đi. Thì tất cả những cái mẫu file được tải về lưu trong máy của chúng ta, lưu trong ổ C và cái thư mục là MD12 này. Tất cả mọi thứ mẫu trong đó ở trong ổ C, ở trong ổ D, cái thư mục này C. Rồi thì ở đây có rất nhiều các mẫu ASUS, thì nói chung là đại loại của thập cẩm, có nghĩa còn đang nói nôm nôm la là toàn thế giới ra đầu là có thể là cập nhật được ngay đây. Và nói một nhỏ mẹo nhỏ nữa là mình có thể cập nhật vào cái thư viện này luôn. Thông báo các bạn là các bạn có thể cập nhật thư viện này, mình có thể tạo cho mình cái thư viện riêng để mình dùng riêng của mình. Thì cái cập nhật thư viện và cái tạo thư viện riêng này, tạo những mẫu riêng này, bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tự cập tự nhà một cái thư mục mẫu riêng để các bạn lưu ra, làm ra riêng để các bạn dùng. Thì khi các bạn mua máy về mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo một cái thư viện riêng để mình dùng, nghĩa để mình dụng trong quá trình mình làm, mình có cái mẫu riêng máy lạ ấy mà nó chưa cập nhật kịp, mình có thể tự làm. Mình sẽ hướng dẫn cho cách tự làm mà làm nhanh trên một cái phần mềm. Sau đó mình sẽ cập nhật vào cái thư viện này của nó. Mai bạn sẽ có thể lấy vào đây lấy được như của nó luôn. Như này luôn. Rồi, mình sẽ cập nhật hướng dẫn cho bạn tạo một thư viện. Đây là thư viện mẫu của nó trên toàn. Thì khi mà ta phải gõ tên ở đây, ta chọn mỗi mẫu gì ta gõ tên cho màu xanh này.
tên iPhone thì nói chung là các loại gì đó hiển thị ở đây, hiển thị ở đây và hiển thị kích thước ở trên này. Đây là kích thước chiều ngang, kích thước chiều dọc của nó trên này. Chúng ta chọn một cái mẫu, hiện tại mình có cái miếng gỗ nhỏ nhỏ thôi, mình chọn một cái miếng nhỏ nhỏ để mình chạy thôi. Miếng số 1 này mình sẽ bấm input, sẽ bấm tắt. Đó, sau đó mình bật máy lên và mình chạy thôi. Mình sẽ bật cái máy lên, bật cái máy cắt lên. Đây, đây cái máy cắt của mình. Máy cắt này là hiện tại là dùng máy tính ngoài. Đấy. À, trước khi cắt thì hiện tại mình vừa làm thử rồi. Trước khi cắt thì mình sẽ để đặt cái kính cường lực vào đây. Mình dùng các thanh nam châm mình định vị lại. Ví dụ mình như mình định vị như này, định vị nó lại để cho nó khỏi xê dịch trong quá trình mình cắt. Để ngang như này, để ngang này. Ví dụ như vậy. Đấy. À, đây nó có một cái miếng mica so tiêu cự từ trên này đến cái đầu cắt thì mình sẽ xả ra thì mình sẽ chỉnh tiêu cự xuống, chỉnh tiêu cự xuống để mình cho đúng tiêu cự rồi. Đó, để một cái cự đo mình sẽ chạy một cái xong. Và giả sử đây là miếng kính cường lực, hiện tại mình chưa đưa kính cường lực mẫu ra được, tại hiện tại mẫu của mình nó đang cắt thử cái này nhỏ đó, tại vì cái máy mình test luôn để gửi cho khách nên mình tiện luôn thử luôn cái này đó. Sau đó ta sẽ ấm nút, sau khi ta đặt xong phôi ta bấm nút mũi tên. Thì ở đây nó có mũi tên, cái này là chạy luôn, cái này là tạm dừng, à cái này là dừng, có cái này là chạy để sau mình cài thông số. Ở đây thì mình sẽ cài cái khi xuất hiện ở đây mình sẽ đầu cắt thì mình sẽ di chuyển, mình bấm vào đây nó di chuyển từ đây đi thì trên ở ngoài cái máy nó đi theo. Đó, bạn nghe máy nó chạy. Đây, tí nữa. À. Đây, máy nó chạy rồi, về dịch về với trong tí rồi. Cái đầu cắt nó di chuyển vào. Sau đó ta sẽ, đây là cái tốc độ nguồn, nguồn cắt. Bấm thì ta giảm xuống, giảm nguồn cắt xuống. Và tốc độ nữa, ta giảm tốc độ, tốc độ cắt, tốc độ chạy xuống. Và ta bấm chữ output là nó sẽ chạy. Và ta chờ kết quả thôi. Ấn output. Đây. Và ta đã cắt ra một cái miếng mặt. Kích thước này, đúng cái giống hình này luôn. Đó. Thế là việc ta chỉ mang ra, ta rán làm thịt, thế đã xong một quy trình cắt cực kỳ đơn giản. Đây là một cái quy trình cơ bản để cắt các chương trình chuyên sâu. Khi khách hàng mua máy mình sẽ hướng dẫn chuyên sâu về các tính năng và cách option và cách theo cái nhu cầu của khách hàng mình. Đó, đó là một cái quy trình cắt. Đó, ta đóng cửa lâu lại, ta quay về cái phần model, ta có thể chọn một cái mẫu khác và dùng. Ta chọn mẫu số 3 và input nó, và import nó thì ta lại tiếp tục. Hiện tại mình cũng cắt cái file cũ rồi, mình dịch xuống dưới. À, hiện tại là cái của mình cho ra ngoài, kéo cái đầu ra ngoài. Đó,
ngoài, kéo luôn để nhìn xem luôn, kéo luôn ra ngoài. Đấy, mình đã cho nó chạy ra đây rồi. Rồi, mình đưa vị trí này, mình sẽ bắt đầu cho nó chạy. Ta bấm output tiếp. Và ta cũng vẫn phải giảm năng lượng và tốc độ khi mà ta chạy. À, tại sao lại giảm, tại sao lại chỉnh tốc độ và cho năng lượng thì mình sẽ